Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, tại khu vực Vườn Chuối thuộc Cụm Dân Cư Kinh tế Mới xã Vinh An, huyện Vĩnh Bảo, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật và phương tiện phục vụ việc đánh bạc. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang phối hợp với các lực lượng đấu tranh làm rõ, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.